Anh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 304 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, đem theo Tuyển Lương Thảo thì chỉ sợ phải hơn chục năm mới tập hợp với Âm Viễn Huyên được. Trung Nhạc một mình lên đường, cùng lắm cũng chỉ một năm là tới Tổ Đình ở Vũ Trụ Cổ. Hắn dừng con thuyền cổ lại, thế quanh Tổ Đình là rất nhiều tinh hệ mà thần ma chuyển tới. Các tinh cầu quay quanh Tổ Đình được Âm Viễn Huyên bố trí thành một tòa trận pháp. Trên những tinh cầu này, thiên cung vạn điện vô cùng phồn hoa. Chắc chắn hơn 2.000 vạn thần ma của Âm Viễn Huyên đem tới đã được giải trừ nguyên nha ma chú và tỉnh lại rồi. Có nhiều thần ma như vậy mới có thể trong thời gian ngắn ngủi tạo dựng được hình ảnh như hiện nay. Âm Viễn Huyên là thánh linh thể, tuy tu vi thua xa nguyên nha thần vương nhưng rất thân hòa với đại đạo. Muốn phá giải ma chú của nguyên nha thần vương không khó. Trung Nhạc cũng là thiên thừa tướng của thiên đình, còn Âm Viễn Huyên là chính thê của hắn. Trung Nhạc không có mặt thì hơn 2.000 vạn thần ma đương nhiên coi nàng là thủ lĩnh. Có thế tử như vậy, phu còn mong gì hơn đấy. Trung Nhạc cảm khái, trong 10 năm Âm Viễn Huyên đã xây dựng nơi này vô cùng ngăn nắp, chỉnh tề, giúp hắn đỡ tốn rất nhiều công sức. Nơi này đã trở thành vùng đất dễ phòng thủ, khó tấn công, cho dù không bằng Chấn Thiên Quan, Phá Thiên Quan, thế nhưng cũng không phải tầm thường. Thần thức của hắn thích phóng liên lạc với Âm Viễn Huyên rồi xuống chủ tinh. Âm Viễn Huyên vội dẫn người ra đón, Xích Tùng, Hỏa Dung bọn họ đi theo sau, thấy Trung Nhạc liền cúi lại. Trung Nhạc thấy những phục khí này thì trong lòng cảm khái vạn phần. Năm đấy hắn không có bất cứ thứ gì, không có một binh lính, 8.000 phục khí đi theo hắn đầu tiên. Đến nay đế chiến kết thúc, 8.000 phục khí cũng chỉ còn lại hơn 3.000 người, 5.000 phục khí còn lại đã bỏ mình trong đế chiến. Trùng thúc thúc, Hình Thiên tiến tới bái kiến. Hình Thiên tiến tới bái kiến, phía sau là đại quân thần nhân nhân tộc. Chư thiên của nhân tộc cũng được ta đem tới rồi. Âm Viễn Huyên nhẹ nhàng nói, Trung Nhạc gật đầu. Nhân tộc không rơi vào tay Mục Tiên Thiên là tốt nhất, nhưng lần này ta có thể nói là đã trở mặt hoàn toàn với Mục Tiên Thiên rồi. Tin chư thiên nhân tộc biến mất không che giấu được lâu. Việc ta đem Âm Khang Thị tới Vũ Trụ Cổ cũng không giấu được lâu. Nàng ta thấy Âm Khang Thị biến mất sẽ biết ta có ý đồ tạo phản. Cộng với chư thiên nhân tộc biến mất, nàng ta chắc chắn là ta liên hệ với nhân tộc. Có Phong Vô Kỵ đổ thêm dầu vào lửa bên cạnh, nàng ta có thể chắc chắn ta chính là phục khí. Hắn ngẩng lên nhìn về hướng Tử Vi, nhàn nhã nói, giờ có lẽ Mục Tiên Thiên đã nhận được tin rồi. Có điều núi cao hoàng đế ở xa, Mục Tiên Thiên trừ phi ngự giá thân chinh, nếu không sẽ chẳng làm gì được hắn. Hơn nữa tới nơi này thì 10 Mục Tiên Thiên cũng không làm gì được ta. Trung Nhạc nhìn bầu tinh không bên cạnh, mỉm cười nói, giờ thì xem nàng ta giờ vợ như không biết hay trực tiếp trở mặt đây. Nếu trở mặt thì chính là đổi chiều thiên đế. Âm Viễn Huyên cười nói, phu quân có cách gì không? Trung Nhạc mỉm cười, một tấm thạch bi từ trong tầng tầng không gian hiện ra, bình tĩnh nói, Tổ Đình của Phục Khí Thị ta, bên trong có đệ nhất sát trận từ cổ chí kim, thái cổ thần vương tới rồi cũng sẽ rơi vào trong sát trận. Âm Viễn Huyên chép miệng, Trung Nhạc tới cây đồ đằng thần trụ lên. Giờ là lúc Tinh Hồng Bảo trở về với Tổ Đình rồi. Hắn liên lạc với bọn Phù Kỳ Chi ở Tinh Hồng Bảo, lệnh cho hắn lập tức khởi động Tinh Hồng Bảo tới đây tập hợp. Hắn mỉm cười, Huyền Nhi, nàng chọn ra một số thần nhân mang thiệp đi mời rộng rãi, đại hội chư đế lần 3 sẽ tổ chức tại đây. Âm Viễn Huyên giật mình, thấp thỏm bất an, phu quân như vậy có phải hơi ngông nghênh quá hay không? Không sợ. Trung Nhạc bình thản nói, có Tổ Đình làm chỗ dựa, kẻ nào tới ta cũng không sợ. Nàng đi chuẩn bị đại hội, giao hẹn giữa ta và vương giả nhân tộc cũng đã tới.
nên đón họ rời khỏi Tổ Tinh, tiếp nhận vị trí Nhân Hoàng rồi. Công Tôn Hiên Viên, hậu đại của Nông Hoàng đã chết, Viêm Hoàng cũng chết, Nhân Hoàng mới sắp khởi hành vào dòng Hồng Lưu quần quận này. Nhân tộc quật khởi là từ nơi đây. Chúng phản chấm, đến người cũng phản chấm sao? Trong Tử Vi Thiên Đình, Mục Tiên Thiên biết nhân tộc Chư Thiên biến mất, Âm Khang Thị ở Trấn Thiên Quan cũng biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một vùng đất trống rỗng. Ba chân thân Mục Tiên Thiên không khỏi chấn nộ, nổi trận lôi đình chân triều, gầm lên: phản đô, loại phản bội, phản nghịch tấn công tới Nam Thiên Môn, chấm đúng là mù mắt mà, lại tưởng ngươi trung can nghĩa đảm, không ngờ ngươi lại đâm một đao sau lưng chấm như vậy, uổng cho chấm trọng dụng ngươi. Ngươi đối xử chấm như vậy, lương tâm ở đâu đấy? Văn võ ba quan nhìn nhau, không biết thiên đế đang chỉ ai. Mục Tiên Thiên chỉ một trận, cũng không nhắc tên người đấy. Một lúc sau, nộ khí giảm xuống, lại nhớ tới việc Trung Nhạc phản bội, lại dậm chân chỉ một trận nữa. Phong Vô Kỵ tiến ra nói: bệ hạ, không được nói rõ. Mục Tiên Thiên trừng mắt, khiến cho hắn sợ hãi ngậm mồm. Mục Tiên Thiên phất đống tay áo ngồi xuống, nộ khí dần tiêu tan. Phản cân quắc lỗ đã bình định được hết chưa? Thần Vũ Y Vương vội vàng nói: có một số phản quân đang trốn chạy, có những phản quân đi theo Bạch Nha Thần Đế. Bạch Nha Thần Đế tốc độ cực nhanh, dẫn phản quân bỏ đi. Hắn là thần đế, chúng thần không phải đối thủ, đành phải điều động đại quân vây chắn. Mục Tiên Thiên cười khẩy: chỉ một tên Bạch Nha cũng muốn làm loạn giang sơn của chấm hay sao? Phái Dực Thiên Công dẫn đại quân tới đấy, tốc độ của hắn rất nhanh, liên lạc với Kim Thiên Đế, cùng Kim Thiên Đế trừ bỏ loạn đảng và Bạch Nha. Dực Thiên Quân tiến ra cúi người: thần tuân chỉ. Bãi chiều. Văn võ ba quan rời đi, chỉ nghe trong Lăng Tiêu Bảo Điện lại vọng ra tiếng chỉ bới: tên khốn phản nghịch đánh vào Nam Thiên Môn. Bệ hạ phẫn nộ như vậy, rốt cuộc là đang chỉ ai đây? Văn võ ba quan trong triều đều cảm giác khó hiểu. Mục Tiên Thiên được tin Âm Khang Thị biến mất, nhân tộc Chư Thiên cũng biến mất, đương nhiên sẽ nghĩ tới ngay Trung Nhạc đã làm, cộng với việc Trung Nhạc cố tình bày trận, dùng phân thân của mình đóng giả Âm Khang Thị, tránh được sự kiểm tra của thủ tưởng Lữ Bích Quan. Có thể biết chắc chắn Trung Nhạc đã sớm có ý định đem cả nhà về vũ trụ cổ. Việc này với Mục Tiên Thiên mà nói thì chính là dấu hiệu của tạo phản. Âm Khang Thị sở dĩ phải ở lại Tử Vi Tinh Vực thật ra là con tin dùng để nàng ta yên tâm. Như vậy nàng ta mới tin Trung Nhạc ở vũ trụ cổ sẽ không tạo phản. Nhưng giờ Trung Nhạc lén lút đón Âm Khang Thị đi, đây chính là ý đồ tạo phản. Dịch Quân Vương danh động thiên hạ, lẽ nào không biết đưa Âm Khang Thị đi chính là phản bội lại Mục Tiên Thiên hay sao? Vì thế Mục Tiên Thiên dám chắc chắn hắn có ý đồ tạo phản thì mới làm như vậy. Cộng với sự biến mất của nhân tộc Chư Thiên càng khiến cho Mục Tiên Thiên lòng lạnh lại. Nhân tộc Chư Thiên biến mất, đây không phải chuyện nhỏ, cũng không phải việc bỗng chốc nổi ý là làm được. Mà trong đế chiến, Trung Nhạc đã trộm đi nhân tộc Chư Thiên, chuyển trăm triệu vạn nhân tộc tới vũ trụ cổ. Điều này có nghĩa là trong thời gian đế chiến, Trung Nhạc đã có ý đồ tạo phản. Khi đó quân thần còn chưa có xích mích, hắn đã bắt đầu vạch kế hoạch tạo phản. Chẳng trách Mục Tiên Thiên lại phẫn nộ như vậy. Điều khiến cho nàng ta phẫn nộ hơn đó là nghĩ tới 3.000 phục khi dưới trướng Trung Nhạc cũng biến mất không tung tích, bị Trung Nhạc nói đã chết nơi xa trường. Nhưng Chư Thiên của Tiên Thiên Cung trong đế chiến cũng bị phá hủy, sinh tử bạc không biết tung tích. Việc này khiến cho Mục Tiên Thiên bỗng chốc đã tỉnh ngộ. Tên thiên tử tướng tạo phản đó đã đưa 3.000 phục khi đi, dùng làm vốn riêng để tạo phản. Không chỉ vậy, còn 2.000 vạn thần ma mà Trung Nhạc cũng báo là chiến tử nơi xa trường, có liên tưởng xấu hơn nữa. Chưa biết chừng thiên thừa tướng đã tạo chứng cứ giả cho số thần ma này, cũng đã đưa họ tới vũ trụ cổ khi còn đế chiến. Cộng với đại quân của Âm Khang Thị, giờ chỉ riêng đại quân dưới danh nghĩa Trung Nhạc có lẽ cũng đã có 3-4.000 vạn quân. Hơn nữa Trung Nhạc còn là cô gia của Kim Mô Thị. Kim Mô Thị thống nhất thần tộc vũ trụ cổ, thần nhân dưới trướng hàng trăm triệu vạn. Thiên thừa tướng ở vũ trụ cổ đúng là một thổ hoàng đế, mưu đồ tạo phản của hắn đâu chỉ tới từ Nam Thiên Môn đây, đúng là tới tận đế vị của Mục Tiên Thiên. Phong Vô Kỵ lại từng nhiều lần nói Trung Nhạc chính là Dương Nghiệt phục khi, là phục khi từ Tổ Tinh, nàng ta vốn không tin, nhưng giờ thì không thể không tin. Đáng chết mà. Mục Tiên Thiên định thần trở lại, giờ trực tiếp trở mặt với Trung Nhạc không phải hành động sáng suốt. Nếu trở mặt với hắn sẽ là sự đả kích với thanh danh và quyền lực của nàng ta, đều sẽ là tai họa không thể cứu vãn. Ngay cả thiên tử tướng của đế triều cũng tạo phản, không cần nghĩ cũng biết văn võ đại thần sẽ sinh ra suy nghĩ gì. Phản loạn các nơi chỉ e rằng sẽ càng thêm ác liệt,
thậm chí chưa biết chừng còn có những đế cấp sinh ra ý định thay thế nàng ta. Giờ sang sân của Mộc Tiên Thiên còn chưa vững vàng, điều duy nhất có thể làm được chính là trước tiên xoa dịu Trung Nhạc, không được để hắn tuyên bố tạo phản. Mộc Tiên Thiên đành phải giả vờ như không biết, nếu tin này lộ ra thì chỉ gây phiền phức thêm thôi. Nếu tin này lộ ra, hắn sẽ tự thành đế ở vũ trụ cổ. Tử Quân là Tử Quân, người trước này luôn tự cho mình mưu kế bình chân hạ, tại sao ngươi không nhận ra tên phản tặc này? Mộc Tiên Thiên nhớ tới Tử Quang Quân Vương thầm thở dài. Tử Quân, Dịch Quân có được một sẽ là có thiên hạ, nàng ta có được cả hai, nhưng Tử Quân bị nàng ta bức chết, còn Dịch Quân tuy giúp nàng ta giành thiên hạ nhưng lại là phản đồ muốn tạo phản. Tử Quân là Tử Quân, ngươi thật không nên ra đi sớm như vậy. Tại tổ đình của Phục Hy Thị, Trung Nhạc cùng các tướng lĩnh Âm Phiền Huyên, Bệ Ngạn, Hình Thiên và Hỗn Độn Vũ vào trong tổ địa. Hỗn Độn Vũ, Thạch Âm Cơ và Y Uyển Quân đã từng tới đây, Âm Phiền Huyên, Bệ Ngạn và Hình Thiên thì chưa từng tới. Khi thấy được cảnh tượng của tổ đình, ngay cả vị thánh linh thể như Âm Phiền Huyên cũng không kìm được chóng mày hoa mắt. Bệ Ngạn, đại cao thủ đã mở ra bí cảnh thứ 7 cũng cảm thấy chóng mặt. Còn các tướng lĩnh Phục Hy như Xích Tùng, Binh Nhung thì càng thêm chóng váng. Tổ đình của Phục Hy Thị, đệ nhất sắp trận từ cổ chí kim xuất hiện trước mặt của họ. Đó là đại trận có thể khiến cho Thái Cổ Thần Vương bỏ mạng. Trận pháp các đời địa hoàng, thiên hoàng để lại, được Phục Môn Đạo Tôn thống nhất. Sát phạt khí ở đây đậm đặc tới mức khiến đế quân cũng phải run rẩy. Nơi này đâu đâu cũng là cơ duyên, là cơ duyên tiên tổ để lại cho hậu nhân chúng ta. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, tạm thời áp chế sự vận hành của các loại trận pháp. Xích Tùng, tu vi các ngươi còn yếu, cứ đi xung quanh đây trước đi, xem có tìm được cơ duyên cho mình hay không. Mấy người Xích Tùng lĩnh mệnh rời đi, Trung Nhạc dẫn mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Một lúc lâu sau, xuống số hố sâu, vào trong thánh điện, hắn cười nói: đây chính là bảo tàng Phục Môn Đạo Tôn để lại Thất Đạo Luân Hồi. Tứ Ca, Huyên Nhi, Uyển Quân, Âm Cơ, mọi người ở lại đây tu luyện một thời gian đi. Giờ còn xa mới tới đại hội chư đế tương lai. Uyển Quân và Âm Cơ còn chưa tu thành bí cảnh thứ 7, không biết có thu hoạch được gì không. Mọi người vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội nhìn bức tượng Phục Hy kia, dụng tâm quan sát cảm ngộ. Đột nhiên một giọng nói không vui vọng lại: Trung Sơn Thế, ngươi lại đem ngoại tộc vào tổ đình của Phục Hy Thị ta, hơn nữa còn cho ngoại tộc thấy di chỉ của đạo tôn, ngươi để tổ tông ở đâu đấy? Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói, lúc này mới thấy một nữ tử Phục Hy Thị cách đó không xa cũng đang quan sát bức tượng Phục Hy thần diệu. Tư Mệnh, ngươi quá nhỏ nhen rồi. Trung Nhạc lắc đầu: chỉ giữ khư khư thì đạo pháp thần thông sao tiến bộ được đấy. Năm đó đại toại khai sáng hệ thống tu luyện đồ đằng, nếu không chuyển cho ngoại tộc thì có phồn vinh như được hiện tại hay không? Đạo tôn khai sáng lục đạo luân hồi cũng nhờ vào trí tuệ và tâm huyết của chư đế ngoại tộc, huống hồ đây không hề có người ngoài. Đuôi rắn của Tư Mệnh quằn lại, lạnh lùng nói: đây là di tích của tổ tông, tổ đình của Phục Hy Thị ta, ngươi cho họ vào chính là không thỏa đáng. Phục Hy trên thế gian chỉ còn lại ta và ngươi, ngươi chưa hỏi ta thì không được để họ vào thánh địa của Phục Hy Thị. Trung Nhạc cười khẩy: ta không chỉ để họ vào tổ đình, mà sau còn sẽ chọn nhân kiệt của nhân tộc vào tổ đình nhận truyền thừa. Ta và ngươi tuy là đồng tộc, nhưng ta mới là tộc trưởng nắm trong tay quyền trưởng thiên đế kia. Tư Mệnh hiếm khi động nộ, lục đạo thiên luân hiện lên sau đầu, lướt nhìn bọn Âm Phiền Huyên, Bệ Ngạn: ta muốn giết họ, ngươi căn bản không thể ngăn cản ta được. Trung Nhạc thở dài, lấy ra thiên đế quyền trưởng: ngươi là muốn ta trục xuất vĩnh viễn, không cho ngươi bước vào nơi này hay sao? Hai người đối đầu trợn mắt nhìn nhau. Tư Mệnh hừ một tiếng, thu lục đạo thiên luân về, tiếp tục nhìn bức tượng Phục Hy, thản nhiên nói: ngươi và họ là Phục Hy không thuần huyết. Ba nữ nhân sắc mặt tối lại nhìn Trung Nhạc. Y Hiển Quân nghiến răng: nàng ta cũng là một trong số đó hay sao? Trung Nhạc hắng giọng, ngượng ngùng nói: chủng tộc ta chỉ còn lại nàng ta và ta, ta cũng hết cách rồi. Âm Phiền Huyên nghiến răng nói nhỏ: tình chủng tu luyện thành tinh chui vào trong đầu rồi. Trung Nhạc cười ha ha, đánh trống lảng, quay người rời đi, nghĩ bụng: ta không phải là nòng lọc chui não đâu. Hắn lên thuyền cổ, con thuyền chấn động bay đi. 5 năm sau tại Tổ Tinh, Công Tôn Hiên Viên đánh bại Siêu Viu, nhất thống thiên hạ. Lúc này đã là gần nghìn năm từ khi Trung Nhạc rời đi. Thiên hạ nhất thống, Công Tôn Hiên Viên lấy Luy Tổ. Luy Tổ tới từ Tây Năng Thị,
là hậu nhân của thủ hộ giả Đế Lăng, còn gọi là Tam Nữ. Ly Tổ sinh ra Huyền Hiêu, xứ Ý, được phong làm Nguyên Phi. Công Tôn Hiên Viên dựng nước hơn 100 năm sau, Thái Sơn Phong Thiền, tại vị khoảng 880 năm, thiên hạ thái bình, thần ma các tộc an phận. Ứng Long, Phong Bá, Vũ Sư, Hạn Bạt trấn thủ Đông Nam Tây Bắc tứ cực, trưởng quản phong vũ lôi điện, thiên hạ ngăn nắp chỉnh tề. Hôm nay Ứng Long Long Nhạc tới gặp Hiên Viên nói: tới lúc rời đi rồi. Hiên Viên vội đứng dậy, kinh ngạc không thôi. Rời đi, đi đâu, thúc phụ? Giờ tổ tinh thấy mình, thê tử nhi nữ, ta có tới hàng ngàn, sao có thể bỏ gia nghiệp được? Ứng Long Long Nhạc quát lên: gia nghiệp, đây chỉ là gia nghiệp nhỏ nhoi, không phải gia nghiệp của tộc ta. Họ của ngươi, tại sao lại là Công Tôn? Cháu của vị công nào, huyết mạch của Nông Hoàng? Lẽ nào tham luyến một đoạn nhi nữ tình trường hay sao? Nông Hoàng chính là Nhân Hoàng, ngươi là hậu nhân của Nhân Hoàng, lẽ nào lại thoái thác hay sao? Hiên Viên tỉnh ngộ lại, cúi người: thúc phụ, xin hãy chờ trong chốc lát, ta sắp xếp việc sau khi đi. Thần ma nhị tộc tuy an phận nhiều năm, nhưng nếu ta rời đi rồi thì không có ai trấn thủ, chỉ sợ sẽ sinh chuyện. Ứng Long Long Nhạc đi tìm Phương Kiếm Các, cô Hồng Tử, Thủy Tử An. Cô Hồng Tử Phim Kiếm Các nghe tin thì tới, chỉ có Thủy Tử An là không muốn rời đi, nói: nếu ta đi thì chỉ sợ thần ma các tộc sẽ nổi dậy, ta cần ở lại đây trấn thủ tổ tinh. Hơn nữa ta cũng già rồi, không thể chiến đấu nữa rồi, ta ở lại bảo vệ tổ địa cũng được. Ứng Long Long Nhạc không miễn cưỡng, cưỡi mây cưỡi gió rời đi. Đến khi tới Hiên Viên Cung, thấy văn võ đại thần ở xung quanh Hiên Viên, còn có Ly Tổ, Huyền Hiêu, mấy người họ, Ứng Long nhíu mày: người muốn đem theo hết bọn họ hay sao? Họ muốn đi theo ta. Hiên Viên cười nói. Ứng Long Long Nhạc quát: chuyến đi này nguy hiểm, không biết sống chết thế nào, không phải đi chơi, tất cả ở lại, chỉ có ngươi đi cùng ta. Đang nói thì đột nhiên bầu trời rung chuyển dữ dội, có tiếng thần nhân từ thiên ngoại vọng tới: đã tới giờ. Ứng Long biến thành chân thân Long Tương dài mấy nghìn dặm, chở Hiên Viên, cô Hồng Tử, Phương Kiếm Các bay lên trời. Ly Tổ và Huyền Hiêu cuống cuồng bám lấy râu rồng, các vị văn võ đại thần vội nhún người nhảy lên, có người tóm được rươi rồng, có người ôm long chảo muốn cùng rời đi. Ứng Long Long Nhạc lắc mình, rất nhiều người bị hất xuống, nhưng vẫn có người bám chắc, đành để mặc họ. Hiên Viên ném cung tiễn, bảo đình và Hiên Viên kiếm của mình xuống: những người còn lại hãy giữ vững giang sơn. Hậu thế của Thái Sử Công có ghi trong Sử Ký Phong Thiền Thư rằng: có rồng xuống đón hoàng đế, hoàng đế cưỡi rồng, quần thần hậu cung hơn 70 người leo lên, tiểu thần không lên được, bám vào râu rồng hất văng xuống, cung hoàng đế liền rơi xuống. Bách tính nhìn hoàng đế lên trời vẫn ôm cung và râu rồng. Con cửu long đó bay ra đại khí tầng, tới thiên ngoại thấy một con thuyền cổ lặng lẽ dừng bên cạnh tổ tinh, nghìn cánh chấn động, một vị thần nhân đứng sừng sững ở nơi đấy. Hiên Viên Nhân Hoàng, thời đại thuộc về ngươi bắt đầu rồi. Trung Nhạc đón Hiên Viên từ lỗ thủng của Hỗn Thiên Đồ thoát thân ra ngoài tới vũ trụ cổ. Lúc này hào kiệt các nơi trong vũ trụ đều đã xuất phát hướng về vũ trụ cổ. Ở đó Thiên Thừa Tướng mời rộng rãi quần hùng trong thiên hạ tổ chức đại hội chư đế tương lai lần thứ 3. Cường giả các nơi trong vũ trụ đều cảm thấy vinh dự khi nhận được thiếp mời của Thiên Thừa Tướng. Chỉ là tổ đình tinh vực của Trung Nhạc ở vũ trụ cổ rất khó tìm. Cũng may Trung Nhạc phái đại quân thần ma đặt truyền tống trận ở thần vực thứ 6 của thông thiên tinh vực. Ngoài ra trong thần tộc vũ trụ cổ, Đại Phần Thị, Kim Ô Thị và Kỳ Thông Thị, tam đại đế tộc này cũng có truyền tống trận đài có thể tới tổ đình tinh vực. Ngoài ra Âm Phiền Huyên còn lệnh cho người liên lạc với Dương Hầu Ma Đế nói: ma đế bệ hạ, Âm Khang Tị ta và Dương Hầu Thị cùng là ma tộc đế tộc, đồng khí liên chi. Giờ đại hội chư đế sắp diễn ra, qua lại không tiến, nể tình ma đạo đồng ân, dám xin ma đế bệ hạ dựng truyền tống trận đài cho các tu sĩ tiện bề qua lại, liệu có được không? Dương Hầu Ma Đế trực tiếp trả lời: không. Âm Phần Huyên bất lực, đành cho một nhánh quân tới chiến trường mà thần ma hai tộc đang giằng co ở vũ trụ cổ bên ngoài Nguyên Ma Quan, tế một tòa truyền tống trận ở giữa hai quân, lệnh cho quân sĩ trấn thủ. Thần ma ma tộc ở vũ trụ cổ khai chiến liên miên. Kim Ô thần đế mời rộng rãi thần tộc các tộc thôn tính không biết bao nhiêu cương vực của ma tộc chiếm thế thượng phong, nhưng lại bị chống cự ác liệt từ ma tộc ở Nguyên Ma Quan, hai quân giằng co mãi. Đây cũng là Kim Ô thần đế thủ hạ lưu tình, tránh việc sau khi tiêu diệt ma tộc khiến cho Tiên Thiên Ma Đế hoặc Mục Tiên Thiên nhân cơ hội này nạp vũ trụ cổ
vào bản đồ đế triều. Trong Ma Nguyên Quan tập trung vô số anh kiệt của ma tộc, Âm Phiền Huyên đặt truyền thống trận đài ở đây cũng tiện cho những tinh anh ma tộc này tới tổ đình tinh vực. Dần dần có thiên tài của vũ trụ cổ và tử vi tinh vực tới tổ đình, đến khi thấy dưới trướng Trung Nhạc có nhiều thần ma như vậy thì đều vô cùng chấn kinh. Dương Hổ Ma Đế cũng nhận được tin, vội trả lời thư của Âm Phiền Huyên. Cùng là ma tộc, đồng khí liên chi, không biết có thể niệm tình ma tộc đồng ân giúp ta lệnh cho Kim Ô Thần Đế lui binh hay không? Âm Phiền Huyên đáp trả: không. Dương Hổ Ma Đế đại nộ, định là không cho anh kiệt ma tộc đều tới tham gia đại hội chư đế, nhưng chớp mắt đã hết tức cho phép những ma tộc đó đi. Hắn cười nói: Dịch Quân Vương quân trưởng đây là thiên đình, mặc cho hắn tổ chức đại hội chư đế hay sao? Đại hội chư đế tương lai ngày một gần hơn, Trung Nhạc cũng phái người đi mời các cao thủ tử vi thiên đình. Mục Tiên Thiên cũng nhận được thư mời, sắc mặt đen lại, ném thiệp mời sang một bên: không đi. Một lúc sau, nàng ta lại nhặt thiệp lên: tên nghịch tặc mày lại dám mời cả ta, nếu ta không đi thì không phải để hắn coi thường hay sao? Cũng được, chân thân ta đi, để ma đạo chân thân xử lý chính sự. Các đại thần trong triều cũng nhiều người nhận được thiếp mời. Trung Nhạc là thiên thừa tướng, đưa thiệp tới đương nhiên họ phải tới tham dự. Ngoài họ ra, kiệt xuất trong các tộc cũng có vài nghìn người được mời. Đế chiến lần này, tuy có không ít thần ma có tư cách tham gia đại hội chư đế đã bỏ mạng nơi chiến trường, nhưng cũng sinh ra thêm nhiều cường giả. Giang sơn đời nào cũng có thiên tài, đặc biệt là trong đại chiến rèn luyện sinh tử, càng khiến cho những thần ma đó bộc lộ tiềm năng khó tưởng. Vì thế sẽ khiến cho các lộ thiên tài sẽ mọc ra như nấm sau mưa. Các sứ giả khác của Trung Nhạc thì tới Thiên Hỏa Hoang Vực, Hoa Tư, Lôi Trạch và Tiên Thiên Đạo Sơn mời truyền nhân của Thái Cổ Thần Vương tham gia đại hội này. Tứ đại thánh địa cổ xưa đều nhận được thiệp mời. Đại hội chư đế tương lai chắc chắn sẽ hoành tráng hơn hai lần trước. 5 năm sau, Trung Nhạc đưa Công Tôn Hiên Viên tới tổ đình tinh vực của vũ trụ cổ. Các nơi trong vũ trụ, phàm là những người có đế tư đều tới theo lời mời, còn có những người tự thấy mình có đế tư cho dù không được mời cũng tới. Tinh vực tổ đình hiện giờ có thể nói là chật ních thiên tài, vung tay áo thành mây, vuốt mồ hôi thành mưa. Công Tôn Hiên Viên thấy mà chố mắt: nhiều kẻ cường hãn như vậy sao? Trung Nhạc trầm giọng nói: người không ngừng tu luyện cũng sẽ trở nên cường hãn như vậy, thậm chí còn mạnh hơn kìa. Hắn nhìn quanh, đại hội lần này có rất nhiều người đã mở được bí cảnh thứ 7, trong lòng không kìm được cảm khái. Đại hội lần thứ nhất chỉ có mình hắn mở được bí cảnh thứ 7, lần thứ 2 cũng hơn chục người, nhưng lần này thì có tới 100 người. Cộng với những người bên cạnh hắn đã mở được bí cảnh thứ 7, trong vũ trụ số người mở được bí cảnh thứ 7 có lẽ phải 100, 20, 30 người rồi. Tốc độ tiến bộ của đạo pháp thần thông nằm ngoài dự tính của hắn. Chỉ cần thêm 100 năm nữa thôi, có lẽ sẽ có nhiều người hơn nữa mở ra được bí cảnh thứ 7. Đến khi đấy, những người này thành đế, thì đó mới là đạo pháp thịnh thế, không thua kém thời đại đạo tôn. Tâm thần của hắn lay động, thịnh thế này là do một tay hắn thúc đẩy, đã không còn lâu nữa. Huyền Nhi cũng cho người tới gặp Phong Sư Huynh, không biết hắn có tới hay không đây. Đại hội lần này, nếu không có hắn, thì sẽ bớt đặc sắc đi rất nhiều. Phong Hiếu Trung ẩn cư ở biên thùy tử vi tinh vực khá xa xôi, cho dù là đế quân dưới trướng hắn đi thông báo thì cũng phải 7 năm mới tới nơi được. Người được phái đi thông báo cho Phong Hiếu Trung là thủy quân đại tướng Âm Khang Thị, Âm Thiếu Khang. Âm Thiếu Khang vào tử vi đi liền 3-4 năm thì tới biên thùy tử vi tinh vực, nhìn từ xa tòa thần thành trong lòng khó hiểu: sư huynh của cô gia sao lại ở nơi xa xôi hẻo lánh như thế này? Đúng lúc này, bầu tinh không lay động, một con bạch nha khổng lồ vỗ cánh bay tới. Trên lưng của nó là vô số thần ma, phía sau là thiên hỏa ngập tràn, một nhánh ngô đồng cháy thiên hỏa. Hàng nghìn hàng vạn thần ma đứng trên thiên hỏa, hộ tống một vị đại đế lao tới. Kim Thiên Đế sao? Âm Thiếu Khang giật mình, rồi thấy phía dưới thiên hỏa là một thân nhân đầu chim thân người, cánh chim, đôi cánh răng rộng nâng thiên hỏa, vô cánh phi hành. Là Dực Thiên Công, thì ra là họ tới truy sát Bạch Nha Thần Đế và loạn đáng. Âm Thiếu Khang đứng từ xa không dám tới gần. Bạch Nha Thần Đế và Kim Thiên Đế đều là đế cấp, hai bên dùng tới 100 triệu đại quân. Đại quân hai bên đều dùng tới Thất Đạo Luân Hồi đại trận, có thể giết chết đế cấp. Thất Đạo Luân Hồi đại trận là trận pháp Trung Nhạc tạo ra cho thiên đình, được gọi là đương thế đệ nhất trận. Bạch Nha Thần Đế chắc chắn có đội gián trong thiên đình học được Thất Đạo Luân Hồi đại trận. Âm Thiếu Khang trầm ngâm. Hai bên giao chiến ở biên thủy,
Tòa thần thành phía trước tuy địa vực rộng lớn, nhưng so với hàng trăm triệu đại quân thì giống như một quả trứng, có thể bị đánh vỡ bất cứ lúc nào vậy. Hắn vội vàng tiến về tòa thành kia, tinh thần dao động, trầm giọng nói: "Phong Hiếu Trung, Phong Sư Huynh có ở đây không?" Một lúc sau, một vị trung niên nam tử nho nhã tiến tới, lên tiếng nói: "Thì ra là Âm Khang Thế, người tới có việc gì?" Âm Thiếu Khang vội vàng bái kiến: "Cô gia nhà ta bảo tới đưa thiệp mời cho Phong Sư Huynh, mời Sư Huynh tới tham dự đại hội chư đế tương lai." "Phong Sư Huynh, lần từ biệt ở Phá Thiên Quan hồi đấy, ta và ngươi lâu rồi không gặp mặt, không ngờ ngươi lại ẩn cư ở đây. Bên ngoài đang có hai vị đế cấp ác chiến, ở đây đã thành nơi thị phi, Sư Huynh sớm rời đi thôi." Phong Hữu Trung nhận thiệp mời, mở ra xem cười nói: "Thì ra là sư đệ vẫn nhớ tới ta." Hắn ngẩng lên nhìn ra bên ngoài, thấy hai vị đế cấp cùng trăm triệu vạn binh mã giao chiến, thần binh đế binh hai bên khiến cho không gian vỡ tan, từng quả tinh cầu bị hủy diệt. Từ tòa thành này nhìn ra bên ngoài chỉ thấy bầu trời lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng lại thấy một cái lỗ đen khổng lồ xoay tròn, đó là dấu vết khi thần thông của hai cường giả cường đại va đập để lại. Trong thần thành có rất nhiều thần ma, ai cũng như sắp gặp đại địch, căng thẳng nhìn ra ngoài, chỉ sợ ảnh hưởng tới tòa thành. "Ở đây đúng là không thể ở lại được nữa rồi." Phong Hữu Trung gật đầu: "Giờ ta có già, có cả trẻ, phải đưa họ tới vũ trụ cổ, sư đệ ở đó có cơ nghiệp hay không?" Âm Thiếu Khang gật đầu, trong lòng có chút ngạc nhiên. Vị Phong Hữu Trung trước mặt này và Phong Hữu Trung lần trước hắn gặp thật khác nhau. Phong Hữu Trung trước kia thâm trầm nhưng tạo cho người ta cảm giác không sợ trời, không sợ đất, vô cùng ngông cuồng. Sự cố chấp của hắn với đạo đã đạt tới mức khiến cho người ta phải nổi da gà. Nhưng Phong Hữu Trung hiện giờ lại mang khí độ của một đại tông sư, dường như phủ du trước kia đã lắng xuống, không còn lóe sáng nữa. Hắn dường như không còn quá xem trọng mọi thứ nữa, chỉ có vợ con mới là tất cả với hắn. Phong Hữu Trung đi tìm bản tố tâm không lâu sau thì dẫn theo một phụ nhân, bên cạnh là một tiểu đồng hơn 10 tuổi đã bắt đầu tu luyện. Âm Thiếu Khang quan sát đứa trẻ kia thì giật mình, tiểu đồng này chỉ là tu vi Kha Luân cảnh nhưng đã mở được thất đại bí cảnh. "Trời ạ, nhỏ vậy mà đã mở được bí cảnh thứ bảy, sao làm được vậy?" Âm Thiếu Khang khâm phục vạn phần, cứ nhìn đứa trẻ kia mãi. Phong Hữu Trung cười: "Thiếu Khang huynh thấy Hoài Ngọc con ta thế nào?" Âm Thiếu Khang tán thưởng: "Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà." "Chưa là gì đâu." Phong Hiếu Trung cười lớn nói: "Chúng ta đi thôi." Nói rồi hắn cùng bàn tố tâm, Phong Hoài Ngọc lên thuyền thủy sư của Âm Khang Thị. Âm Thiếu Khang điều khiển thuyền đang định rời đi, đột nhiên các vị thần nhân trong thành kêu lên: "Phong sư huynh, bàn sư tỷ, giờ thần thành đại nạn sắp tới, hãy cứu giúp chúng ta." Âm Thiếu Khang lắc đầu: "Thời gian không kịp nữa rồi, hai quân đại chiến không lâu nữa sẽ tới nơi này, cuốn tòa thành vào trận chiến, chúng ta phải rời đi càng nhanh càng tốt." Bàn tố tâm do dự lộ ra vẻ không nỡ, nói nhỏ: "Phu quân, dù sao họ cũng đều là sinh mệnh, lẽ nào thấy chết không cứu đây, cứu được bao nhiêu thì cứu đi." Phong Hữu Trung nhìn ra thiên ngoại nhíu mày. Bàn tố tâm nói: "Nếu không cứu, thiếp thân sẽ chỉ áy náy cả đời này." Phong Hữu Trung nói: "Thiếu Khang huynh, cho họ lên thuyền đi." Âm Thiếu Khang bất lực, đành phải dừng thuyền lại. Hàng trăm vạn tấn ma tràn tới, có người còn kéo theo gia quyến, có người dẫn theo người tiến ngưỡng mình tràn lên trên thuyền. Số lượng quá nhiều, hơn nữa còn vô số luyện ký sĩ đem theo phàm phu tục tử lao lên trên thuyền. Âm Thiếu Khang cho mày, ngẩng lên nhìn trời, thấy trận giao chiến kia đang đến gần, hắn lo lắng nói: "Không thể kéo dài thêm nữa rồi, phải đi ngay, còn có thể lao ra khỏi chiến trường được." Phong Hữu Trung nhìn ra nguy hiểm gật đầu. Âm Thiếu Khang lập tức điều khiển con thuyền lao đi. Không ít sinh linh còn chưa kịp lên thuyền bị bỏ lại kêu lên thảm thiết. Con thuyền phá không lao đi, đột nhiên huỳnh một tiếng, một đạo tinh luân cắt tới. Tòa thần thành giống như quả trứng bị một chiếc bánh răng khổng lồ cắt vỡ tan, vô số sinh linh trong thành cũng bị tan thành tro bụi. "Nguy rồi." Âm Thiếu Khang tiêm trùng xuống, nhìn quanh thì thấy các đạo tinh hà khổng lồ có tất cả 14 đạo, vô số thần ma xuất hiện trên tinh luân, khiến con thuyền của họ trở nên vô cùng bé nhỏ, giống như con thuyền nan nhỏ bé giữa 14 đạo tinh hà, có thể lật bất cứ lúc nào. Họ vẫn đi chậm một bước, rơi vào trong chiến trường. Trong bầu tinh không bao la đấy, các đạo quang điện từng đạo từng đợt dao động đáng sợ.
luân hồi biến dạng đâu đâu cũng là năng lượng mang tính hủy diệt. Kim Thiên Đế, Dực Thiên Công! Âm Thiếu Khang hét lớn. Đây là thuyền của Âm Khang Thủy Sư, gia thần của Thiên Thừa Tướng. Mong Kim Thiên Đế, Dực Thiên Công hãy mở một đường sống. Phía sau Tinh Luân hiện lên một gương mặt khổng lồ, có một con chim lớn bay trên đỉnh đầu của gương mặt đấy. Xung quanh là vô số thần ma, chim lớn bay quanh. Là Âm Khang Thế. Dực Thiên Quân kinh ngạc. Kim Thiên Đế, họ là gia tướng của Thiên Thừa Tướng, tha cho họ đi đi. Thiên Thừa Tướng ư? Chính là Dịch Quân Vương. Kim Thiên Đế cười khẩy. Khó khăn lắm mới tóm được tung tích của Bạch Nha. Nếu để đại trận xuất hiện chút sơ hở để họ ra đi, thì sẽ tạo cho cơ hội Bạch Nha thần đế trốn thoát đi. Tiêu diệt loạn tặc không được tùy tiện. Dực Thiên Quân nhíu mày, vội nói lớn. Âm Khang Thị nghe đây, cố gắng giữ tính mạng. Uỳnh uỳnh. Hai vị đại đế khởi động Thất Đạo Luân Hồi đại trận, trăm triệu vạn thần ma lao vào nhau, thần quang vô biên tràn tới, hủy diệt mọi thứ, nhấn chìm tất cả. Âm Khang Thị lập tức cảm giác con thuyền bị những làn sóng chấn động tác động tới, trong bụng thầm than không hay. Nháy mắt cả con thuyền bị tan thành tro bụi, vô số sinh mạng trên thuyền cũng tan xác. Hắn chỉ kịp giữ mạng mình rồi bị xung kích khủng bố nhấn chìm. Âm Thiếu Khang hộc máu tươi bị đánh bay đi. Trong lúc cuống cuồng, thấy các đạo luân hồi sau đầu Phong Hiếu Trung chuyển động, liều mạng bảo vệ vợ con. Âm Thiếu Khang ngất đi một lúc sau, mơ màng tỉnh lại, gượng dậy thì lại hộc máu. Nhìn xung quanh thì thấy khắp tinh không đều là tử thi, những mảnh thân thể lơ lửng ở khắp nơi. Trong bầu tinh không còn có vô số thần ma đang quyết chiến, tiếng sát phạt kinh thiên động địa. Âm Thiếu Khang loạng choạng đứng dậy, lao đi gọi lớn. Phong sư huynh, Phong sư huynh. Hắn tìm kiếm hồi lâu cuối cùng cũng thấy được, thấy nam tử trung niên này đang quỳ trước một đống xác, đang cầm một cánh tay ghép vào một cô thi thể. Tại sao? Tại sao? Âm Thiếu Khang thất thểu tiến lại, chỉ nghe nam tử đó vừa gắn xác vợ mình vừa lẩm bẩm, một cảm giác điên cuồng và nguy hiểm. Tại sao lại đoạt nàng đi? Tại sao? Tại sao lại cướp tình yêu của ta? Nam tử đấy muốn ghép thi thể của bản Tố Tâm lại, thế nhưng không thể, nước mắt cứ thế trào ra. Tại sao lại giết nàng? Tại sao? Một luồng dao động khủng khiếp bùng nổ từ nam tử trung niên đó, cuốn phăng mọi thứ, khiến không gian xung quanh biến dạng. Hẳn hàng trăm triệu thần ma đang giao chiến cũng kinh hãi. Dực Thiên Quân, Kim Thiên Đế, Bạch Nha Thần Đế cũng kinh hãi, vội nhìn về phía trung tâm dao động. Đúng lúc này, họ cảm thấy thần ma dưới trứng mình thoát khỏi sự chống chế của họ, bị một luồng sức mạnh lớn lao tế toàn bộ thần ma dưới trứng họ lên. Uỳnh 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 uỳnh. Vô số thần ma thân bất do kỷ bay lên, tạo thành Thất Đạo Luân Hồi bao vây lấy ba người họ. Thất Đạo Luân Hồi sát trận đáng sợ nhấn chìm họ. Tại sao? Phong Hiếu Trung khóc lớn, hai tay chắp lại. Trăm triệu vạn thần ma bị huyết tế nổ tung thành bụi máu, uy năng bùng nổ trong nháy mắt, chấn động cả tử vi. Dực Thiên Quân hự một tiếng, nhục thân phát nổ, nguyên thần tan thành tro bụi trước sự chấn động khủng khiếp đấy. Rồi Kim Thiên Đế, Bạch Nha Thần Đế cảm giác được năng lượng huyết tế thần ma, nhục thân bắt đầu tan rã. Dực Thiên Quân cũng bị huyết tế, luồng năng lượng đó càng thêm cường hãn, trực tiếp đè nát nhục thân hai vị đại đế. Hai đại đế kinh hãi, nguyên thần định bỏ chạy, nhưng huyết vụ vô biên đập tới, thiêu đốt nguyên thần họ thành tro bụi. Phong Hiếu Trung quỳ dưới đất khóc lớn, hai tay run rẩy. Tại sao lại hủy hoại mọi thứ của ta vậy? Hắn cảm giác trái tim như tan vỡ. Âm Thiếu Khang giữ người nhìn cảnh tượng đấy. Tại thiên ngoại, một con mắt khổng lồ đang quan sát mọi thứ. Một giọng nói vang lên. Kế hoạch thiên nhân chính thức khởi động. Phong Hiếu Trung sụ lơ ngồi đấy, đờ đẫn nhìn thi thể của thi tử. Trái tim hắn đã chết. Âm Thiếu Khang cảm nhận được Phong Hiếu Trung trước kia đang trở lại hoàn toàn. Âm Thiếu Khang có chút run rẩy, cảm giác được một chút nhân tính cuối cùng của Phong Hiếu Trung đã bị hủy hoại sau khi bi kịch này xảy ra. Hắn càng ngày càng không giống người mà giống như một vị thần thuần túy hơn. Cha! Đột nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên, thân thể Phong Hiếu Trung đang tự hủy hoại nhân tính bỗng run lên, vội loạng choạng nhìn theo tiếng nói. Hắn đã bới trong đống thi thể, một lúc sau thì bế ra một đứa bé đầy máu. Cha! Phong Hoài Ngọc cố gắng mở mắt, Phong Hiếu Trung ôm nó thật chặt trong lòng, nhân tính lại dần dần trở về. Chúng ta đi thôi. Một lúc lâu sau, Âm Thiếu Khang nhìn thấy nam tử này dắt tay một đứa trẻ đi ra khỏi bầu tinh không hoang tàn.
vẫn còn một tên nhóc chưa chết để thiên nhân để lại, vướng bận cuối cùng vẫn là khó lòng hoàn thành. Sau khi họ rời đi không lâu, bầu trời đột nhiên chảy máu, những cột huyết trụ đổ xuống từ vết thương trên trời, cuồn cuộn tựa sông lớn. Con mắt đó mở ra, lộ ra sự nghĩ ngợi. Vậy thì bắt đầu kế hoạch bổ khuyết thiên nhân để hắn thêm hoàn hảo. Kế hoạch bổ khuyết cần tới môn sinh của ta hoàn thành. Âm Thiếu Khang muốn đuổi theo Phong Hữu Trung, nhưng thấy tuy Phong Hữu Trung bước đi chậm nhưng tốc độ lại không hề chậm, khiến hắn nhanh chóng để mất dấu Phong Hữu Trung. Âm Thiếu Khang dò hỏi xung quanh tìm kiếm Phong Hữu Trung. Tử Vi tinh vực có không ít người đều từng thấy một trung niên nam tử dẫn một đứa trẻ nhỏ phiêu bạt trong bầu tinh không. Âm Thiếu Khang nhìn tuyến đường phía trước thở phào. Họ đang tới vũ trụ cố, chắc đi tìm cô ra rồi. Bước chân của Phong Sư Huynh nhanh hơn cả ta, có lẽ sẽ tới tổ đỉnh tinh vực trước ta. Ta cần phải tăng tốc độ, nhưng có lẽ không kịp đại hội chư đế tương lai. Hắn nhớ lại biểu hiện khủng bố của Phong Hữu Trung khi bản tố tâm chết đi thì có phần lạnh người, đặc biệt là đôi mắt không còn bất cứ cảm xúc gì kia, khiến hắn thấy sợ hãi từ tận sâu trong tâm linh của mình. Cũng may Phong Hoài Ngọc còn sống, nếu không hắn cũng không dám tưởng tượng Phong Hữu Trung sẽ trở thành người như thế nào nữa. Phải liên lạc với cô gia báo tình hình trước vậy. Âm Thiếu Khang lấy đồ đằng thần trụ liên lạc với Trung Nhạc, nói rõ tình hình ở biên thủy. Đến khi nói tới cái chết của bản tố tâm, rồi việc Phong Hữu Trung huyết tế trăm triệu vạn thần ma tạo thành thất đạo luân hồi, luyện chết Kim Thiên và Bạch Nha nhị đế, rồi luyện chết Dực Thiên Quân, Trung Nhạc không khỏi cho mày vội hỏi: đứa trẻ thì sao? Âm Thiếu Khang nói: đứa trẻ không sao, chỉ là bị thương, có lẽ được Phong Sư Huynh bảo vệ tốt rồi. Trung Nhạc thở phào: đứa trẻ không sao thì Phong Sư Huynh sẽ không phát điên. Thiếu Khang thúc, thúc đừng trở về vội, lập tức quay lại khu chiến trường kia đi, chiếu cảnh tượng đó lên thần kính, thu thập một số di thể. Di thể của tàu tàu ta cũng đem về đây. Âm Thiếu Khang nói: di thể Phong Phu Nhân được Phong Sư Huynh đem đi rồi. Trung Nhạc nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi nói: đem di thể của những thần ma và luyện khí sĩ chết bên cạnh tàu về cho ta. Âm Thiếu Khang lĩnh mệnh, lập tức quay lại chiến trường, làm như lời Trung Nhạc, tìm kiếm thi thể trong bầu tinh không, rồi chiếu lại di tích chiến trường bằng thần kính, rồi mới trở về vũ trụ cổ. Ở bên này, Trung Nhạc chìm vào trầm tư. Tế đạo pháp tế trăm triệu vạn thần ma, dùng long lượng huyết tế thần ma để luyện hóa Kim Thiên Đế và Bạch Nha thần đế. Thủ đoạn của Phong Sư Huynh càng ngày càng khủng khiếp rồi. Cho dù không phải dùng sức mạnh của bản thân thì nhưng cũng quá dọa người rồi. Trung Nhạc trong mày lại. Khi Phong Hữu Trung thấy thi thể của bản tố tâm, tưởng rằng thế tử chết dưới công kích của hai vị đại đế, khi đó nhân tính của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thần tính, bạo phát ra một đòn công kích tuyệt luân. Huyết tế trăm triệu vạn thần ma, hắn có thủ đoạn này, hắn từng nghiên cứu máu của thánh linh thể của Âm Phiền Huyên, từ đó lĩnh ngộ được sự ảo diệu của thánh linh thể thân hòa đại đạo. Âm Phiền Huyên cũng có thủ đoạn này, nhưng vì tổn hại tới thiên hòa nên chưa bao giờ dùng. Hơn nữa, một lúc huyết tế nhiều thần ma như vậy, Âm Phiền Huyên không thể làm nổi. Phong Hiếu Trung cho dù không phải đế cấp, thế nhưng cũng không còn xa nữa. Vì thế mới có thể huyết tế một lúc nhiều thần ma như vậy, trực tiếp luyện hóa hai vị đại đế. Kim Thiên Đế là một trong những thiên đình tứ ngự đế, sống sót qua đế tranh, nhưng không ngờ lại bỏ mạng trong tay của Phong Hiếu Trung, cũng là tạo hóa chiêu ngươi. Bản tố tâm thì được Trung Nhạc tìm thấy ở bản kê thị, có huyết mạch của cả bản kê thị và Phượng Thiên Nguyên Quân. Vì giống hệt vợ trước của Phong Hiếu Trung nên bị Trung Nhạc bắt đi. Trung Nhạc là sợ Phong Hữu Trung đi theo con đường bỏ hoàn toàn nhân tính, chỉ để lại thần tính, nên mới tác hợp cho hai người họ. Cái chết của nàng khiến Trung Nhạc cũng vô cùng buồn bã, nhưng ở đây có điểm rất đáng nghi. Tu vi hiện giờ của Phong Sư Huynh có lẽ đã gần với đế cấp rồi, mạnh hơn ta, nhưng cùng lắm chỉ hơn một chút mà thôi. Trong trận tranh chấp của hai vị đế, không lẽ nào lại bị hai vị đế hợp lực tấn công? Trung Nhạc đi qua đi lại suy nghĩ. Có lẽ Kim Thiên Đế toàn lực tấn công Bạch Nha Thần Đế, còn Bạch Nha Thần Đế cũng toàn lực tấn công lại Kim Thiên Đế. Phong Sư Huynh là bị sóng xung kích của thần thông của họ đánh trúng. Hắn tinh thông thất đạo luân hồi, thành tựu chắc chắn chỉ có hơn ta. Hắn tuyệt đối có thể chặn được sóng xung kích từ thần thông của hai vị đại đế kia. Ít nhất cũng có thể giấu vợ con vào trong nguyên thần biết cánh. Nhưng tại sao bản tố tâm vẫn chết đây? Đó chính là điểm khả nghi nhất. Vì thế Trung Nhạc bảo Âm Thiếu Khang quay lại chiến trường tìm di thể của bản tố tâm, nhưng di thể của nàng đã được Phong Hữu Trung đưa đi,
Vậy thì những thi thể xung quanh chỗ nàng có lẽ sẽ để lại dấu vết gì đấy. Âm Thiếu Khang ghi lại cảnh tượng trong chiến trường, chưa biết chừng tìm được manh mối gì. Việc này chắc chắn không đơn giản, chắc chắn là có ẩn tình. Hai năm sau, Trung Nhạc đưa theo Hiên Viên về tổ đình Tinh Vực. Đại hội chư đế tương lai diễn ra theo dự kiến. Vì trận đế tranh giờ đã là hơn 100 năm, 50 năm sau đại hội lần thứ 3. Đại hội lần này muộn hơn rất nhiều so với trước kia. Thiên tài chật ních thiên đình Tinh Vực thảo luận láo nhiệt. Không lâu sau, Phong Hữu Trung dẫn Phong Hoài Ngọc tới, Trung Nhạc đích thân ra đón. Thấy Phong Hữu Trung vẻ mặt có phần tiều tụy nhưng thêm vài phần trưởng thành. Ánh mắt của hắn không có cảm xúc, nhưng khi nhìn Phong Hoài Ngọc thì đầy thần thái và sự âu yếm. Trung Nhạc chấn kinh, lập tức hiểu ra Phong Hữu Trung đã ký thác toàn bộ tình cảm của mình lên đứa con của mình. Có lẽ sự hoài niệm của Phong Thường Lão Đầu cũng biến thành tình cảm cha con gửi gắm nơi Phong Hoài Ngọc rồi. Còn cả sự lưu luyến bản tố tâm và vợ trước cũng gửi gắm ở thiếu niên này. Giả mà Phong Hoài Ngọc xảy ra chuyện gì thì có lẽ đó là sự đả kích cực lớn có thể hủy diệt hắn. Việc của Tàu Tấu ta đã biết rồi. Trung Nhạc định nói tiếp thì Phong Hữu Trung lắc đầu. Sư đệ không cần nói nữa, ta không thích hợp để dạy dỗ nó. Có chút quá nông chiều, ta là cha, không phải sư phụ. Người có thể dạy nó thay ta được không? Trung Nhạc gật đầu. Phong Hữu Trung ánh mắt xa xăm, ảm đạm nói. Giờ cuối cùng ta cũng cảm nhận được tình cảm của phụ thân ta đối với ta năm đấy. Nam nhân phải trở thành phụ thân rồi mới có thể được gọi là nam nhân. Đáng tiếc ta lĩnh ngộ ra nỗi khổ tâm của người quá muộn. Con muốn phụng dưỡng mà phụ thân không đợi được. Đây có lẽ là suy nghĩ hiện giờ của Phong Hữu Trung. Hai người kể vai đi, Trung Nhạc hỏi dò. Di thể của Tố Tâm, Tàu Tấu liệu có còn không? Đã an táng rồi. Phong Hữu Trung lãnh đạm một lúc sau nói. An táng trong bí cảnh của ta. Như vậy nàng luôn ở bên ta. Ta nghi ngờ cái chết của Tàu Tấu có huyền cơ khác nữa kìa. Trung Nhạc trầm giọng nói. Có thể có kẻ nào đó ngấm ngầm giờ trò. Sư huynh có thể cho ta nhìn thấy di tệ Tàu Tấu một chút hay không? Phong Hữu Trung khựng người lại. Trung Nhạc nói ra suy đoán của mình. Hai vị đế cấp cộng với hai tòa thất đạo luân hồi, sóng xung kích của họ có lẽ không đủ để phá vỡ sự phòng ngự của huynh. Nếu huynh có hết sức phòng ngự thì có thể bảo vệ được Điệt Nhi và Tàu Tấu. Ta nghi ngờ còn có kẻ khác đang mượn gió đẩy thuyền, có lẽ đã đổi hướng thần thông của Kim Thiên Đế và Bạch Nha Thần Đế, khiến công kích của họ tập trung lên người của huynh. Cũng có thể là có kẻ đã ra tay với Tàu Tấu khi thần thông của họ bạo phát ra. Mọi việc đều phải để ta nhìn di thể của Tàu Tấu rồi mới phán đoán được. Phong Hữu Trung trầm mặc, giọng khàn lại. Ý ngươi là tại chiến trường khi đó còn có một kẻ đáng sợ khác ám toán ta sao? Phải, cũng có thể là một kẻ luôn ở ngoài chiến trường theo dõi huynh mà tìm thời cơ. Trung Nhạc nói tiếp. Thế nhưng chỉ cần hắn ra tay thì chắc chắn là có dấu vết. Ta đã bảo Âm Thiếu Khang quay lại chiến trường tìm chứng cứ. 5 năm nữa có lẽ hắn sẽ về tới đây. Nếu giờ có thể từ di thể của Tàu Tấu phát hiện ra chút dấu vết thì không cần đợi lâu như vậy. Phong Hữu Trung lầm nhầm nói. Tại sao phải ám toán Tố Tâm đây? Tại sao không giết ta? Ta mới là kẻ có sức quý hiếp kìa. Điều này ta cũng không rõ. Nào, Hiên Viên lại đây, đưa Hoài Ngọc đệ đệ đi dạo đi. Trung Nhạc gọi Hiên Viên lại, bảo hắn đưa Phong Hoài Ngọc đi. Hai người tới một tòa đại điện ở tổ đình Tinh Vực. Phong Hữu Trung cho di thể bản Tố Tâm ra ngoài rồi qua đi không nỡ nhìn. Trung Nhạc kính lễ một lúc trước di thể nàng, rồi cúi xuống quan sát kỹ, bắt giác cổ lên một tiếng. Thương thế của bản Tố Tâm là thương thế chí mạng, trực tiếp hủy diệt nguyên thần của nàng, khiến nhục thân tan rã. Thương thế này có phần cổ quái. Nguyên thần bị hủy diệt có nghĩa là uy lực cực lớn, thậm chí khiến cho thần hồn cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Bản Tố Tâm là thần tộc, công kích hủy diệt nguyên thần của nàng đúng là giống uy năng thần thông của đế cấp. Nhưng uy năng khủng khiếp như vậy lại chỉ khiến cho nhục thân của nàng tan thành nhiều mảnh, vậy thì thật sự là đáng nghi. Vì công kích ở mức độ này chắc chắn sẽ khiến cho nhục thân của nàng bốc hơi sạch sẽ của nguyên thần, chẳng còn lại gì. Đó mới là uy năng của thần thông đế cấp. Kẻ ra tay hại Tàu Tấu không phải Kim Thiên Đế và Bạch Nha Thần Đế, cũng không phải Thất Đạo Luân Hồi Đại Trận. Trung Nhạc trầm ngâm nói. Chắc chắn là kẻ khác đã hại Tàu Tấu. Phong Hữu Trung người run lên, quay lại cùng hắn kiểm tra di thể của bản Tố Tâm.
Một lúc sau, hắn buộc phải từ bỏ, giọng khàn lại. Trên người của nàng không có bất cứ dao động thần thông dư thừa nào cả, không nhìn ra được là thần thông gì. Đương nhiên là bị kẻ đó tiêu hủy rồi. Điều khiến ta thế lạ đó là tại sao hắn lại giữ lại di thể của Tẩu Tẩu. Trung Nhạc liếc nhìn Phong Hữu Trung suy nghĩ. Để lại di thể chỉ khiến cho huynh bị kích thích, hủy hoại nhân tính, chỉ còn lại thần tính. Tại sao hắn lại muốn kích thích huynh đây? Sao hắn lại biết điểm yếu cuối cùng của huynh là tố tâm Tẩu Tẩu đây? Phong Hữu Trung khựng người, quanh người Trung Nhạc hiện lên vô số đồ đằng, quái tượng bay lượn, suy đoán nhân quả tuyến của Phong Hữu Trung. Phong Hữu Trung cảm nhận được bản thân bị hắn tính toán, thế nhưng không ngăn cản. Một sợi nhân quả tuyến dần hình thành, không ngừng lan rộng, suy đoán ngược về trước kia của Phong Hữu Trung. Từ sự trải nghiệm của hắn ở Tử Vi, ngược về Thiên Hoàng Đế Đạo, ngược tới Tổ Đình. Cuối cùng nhân quả tuyến dừng lại ở lúc Phong Hữu Trung mở bia cảnh thứ 6. Trung Nhạc ngẩng lên, hoang mang kêu lên. Sư huynh, tại Tổ Tinh, khi mở ra bia cảnh thứ 6, có phải đã đánh thức hai phần phục khí thần huyết hay không? Khi đó, huynh bị lời nguyền của Hắc Đế kéo về 10 vạn năm trước. Huynh nói xem, khi trở về 10 vạn năm trước, huynh đã thấy cái gì? Nhân quả tuyến trong tay hắn đứt, dừng ở việc phục khí thị bị lời nguyền Hắc Đế kéo về 10 vạn năm trước. Trung Nhạc gấp gáp nói. Rốt cuộc huynh đã thấy gì ở 10 vạn năm trước đây? Làm sao huynh thoát được? Rốt cuộc huynh đã bị ai nhắm tới? Tại sao? Tại sao hắn muốn xóa bỏ đoạn nhân quả tuyến đó đây? Phong Hiếu Trung nhớ lại trước kia, lập tức chạm tới ký ức đã cất giấu của hắn, ánh mắt dần trở nên điên cuồng. Đầu chuyển tinh di, thiên hạ lạc, hằng cổ bất động, đạo tâm chuyển. Trung Nhạc kết ấn, một tiếng chấn động chấn áp sự điên cuồng của Phong Hiếu Trung, rồi lại nhanh chóng sự điên cuồng lại trào dâng. Rõ ràng hắn đang truy tìm chân tướng trong ký ức. Sơn hải lưu chuyển, vạn ban khứ, hằng cố bất động, ấn như thiên. Trung Nhạc lại thi triển hằng cố bất động ấn, áp chế mặt cuồng dại của Phong Hữu Trung. Tính cách của Phong Hữu Trung không phức tạp, hắn có sự lý trí và điên cuồng. Sự lý trí tuyệt đối là sự tìm kiếm với đạo, còn mặt điên cuồng chính là do những gì hắn trải qua hồi nhỏ đã tạo thành. Khoảng thời gian đấy chính là đoạn quá khứ khủng khiếp mà hắn gặp khi bị lời nguyền Hắc Đế kéo về 10 vạn năm trước. Mỗi khi Phong Hữu Trung nhớ lại quãng thời gian đó, là hắn rơi vào trạng thái điên cuồng. Trong trạng thái đó, hắn lục thân bất nhận, thần ngăn giết thần, ma ngăn giết ma. Trung Nhạc liên tục thi triển hằng cổ bất động ấn, áp chế sự điên cuồng, giữ vững thần trí cho Phong Hữu Trung. Nhưng Phong Hữu Trung đã chạm tới thứ rất to lớn trong ký ức, khiến sự điên cuồng đó gần như không thể khống chế. Trung Nhạc chau mày, đột nhiên Phong Hữu Trung gầm lớn một tiếng, lý trí bị sự điên cuồng nhấn chìm hoàn toàn. Uỳnh uỳnh. Tiếng nổ lớn vang lên, Trung Nhạc và Phong Hữu Trung trưởng lực đối đầu, cả hai đều rung lên dữ dội, tinh cầu dưới chân hắn rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Hai người trong nháy mắt đã rời xa đại khí tầng, càng ngày càng xa quả tinh cầu kia. Trung Nhạc đưa quả tinh cầu đó đi, trong cơ thể vang lên tiếng leng keng, tiên thiên bắt quái triển khai, thần ma thái cực, âm dương tứ tượng bay ra tiếp theo, tiên thiên bắt quái biến thành lập thể. Phong Hữu Trung lao vút tới, Trung Nhạc đứng trong tiên thiên bất quái, hiên ngang không động đậy. Dù Phong Hữu Trung tấn công từ hướng nào thì hắn cũng đứng giữa tiên thiên bất quái để mà chống đỡ. Lúc này, đại hội chư đế đang tiến hành, đại cao thủ từ khắp nơi tập trung lại một chỗ, đang thảo luận vô cùng náo nhiệt. Phân thân của Trung Nhạc cũng ở đấy giao lưu với các vị cường giả. Khi tinh cầu dưới chân họ dịch chuyển là họ đã cảm nhận được, cùng ngẩng lên nhìn thì không khỏi kinh hãi. Thấy Trung Nhạc và một vị trung niên nam tử đang giao lưu ác liệt. Hai người sau đầu đều có bảy đạo tinh luân chuyển động, quầng sáng sau đầu nam tử kia thậm chí còn hình thành chư thiên tinh đầu, tinh quang như điện, điện quang dẹt dẹt, lối liền vô số vị tinh tú trong thất đạo luân hồi lại với nhau. Giống như uy năng của thất đạo luân hồi bạo phát, uy lực cực kỳ khủng khiếp. Trời á, dưới đế cảnh lại còn có người cường hãn như vậy hay sao? Ngay cả đế quân đã mở ra bí cảnh thứ 7 cũng không khỏi hoa mắt, bệ ngạn lẩm bẩm nói. Đó là Phong sư huynh thì phải, bí cảnh thứ 7 của hắn là thần túc bí cảnh. Không ngờ hơn trăm năm không gặp mà thành tựu về thất đạo luân hồi của hắn đã đạt tới trình độ này rồi. Chư đế tương lai đang nghiên cứu lĩnh ngộ bí cảnh thứ 7 đều kinh ngạc. Thực lực thiên thừa tướng thì ai cũng biết, tranh đấu với Thanh Hà Đế, bày trận giết chết Thanh Hà Đế. Tuy Thanh Hà Đế chết trong tay đế hậu nương nương, nhưng thực tế là Trung Nhạc dùng thần thông và trí tuệ buộc vị đại đế kia vào chỗ chết. Vốn dĩ người trong thiên hạ đều tưởng Trung Nhạc là đệ nhất cường giả dưới đế cảnh,
nhưng giờ xem ra Trung Nhạc còn chưa phải, còn có kẻ có thể tranh cao thấp với hắn. Đột nhiên chấn động dữ dội lan tới, vô số tinh cầu trong tổ đình tinh vực bừng sáng, ánh sáng hội tụ chiếu thẳng lên người Phong Hữu Trung, khiến khí thế của hắn tăng vọt. Không chỉ quần tinh ở tổ đình tinh vực bị tinh túc bí cảnh của hắn dẫn động, mà thậm chí ở những nơi xa hơn, các quả tinh cầu lớn cũng chiếu thần quang về phía Phong Hữu Trung. Cảnh tượng này hoành tráng đến đáng sợ, ánh sáng của các vầng mặt trời tụ lại biến thành cột quang trụ, thành dòng chảy hướng về nam tử đang giao tranh với Trung Nhạc. Từ hướng Trung Nhạc nhìn thì mọi vầng mặt trời đều tỏa sáng, nhưng từ góc độ của hắn thì toàn bộ mặt trời đột nhiên tắt lịm, chỉ còn lại những dải sáng vắt ngang bầu tinh không đen tối. Thất đạo luân hồi đúng là đáng sợ, tình túc bí cảnh không hổ là thất đạo luân hồi chính thống mà. Bỗng một tiếng nói vọng tới, Bệ Ngạn vội nhìn theo hướng của tiếng nói, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội vàng tiến lại cười. Đại huynh, nhị huynh, sao mọi người lại tới đây vậy? Tám vị nam nữ hình dung quái dị, không biết đã tới từ bao giờ, cũng trên quả tinh cầu này, đang ngẩng lên nhìn trận chiến giữa Trung Nhạc và Phong Hữu Trung. Tám vị nam nữ này, tướng mạo mỗi người mỗi khác, người thì thân rồng mai rùa, người thì đầu rồng, lưng có cánh, người thì hình rồng mà thân thú, đều là nhi nữ của tiên thiên long thần Trắc Long. Tu vi của họ cũng rất cao, phần lớn đều đã là đế quân, trong đó tu vi cao nhất là lão đại Bỉ Xì, đã bước được nửa chân vào đế cảnh. Thiên thừa tướng lệnh cho người tới lôi trạch thánh địa ở Tử Vi mời bọn ta tới dự hội. Lão đại Bỉ Xì cười nói, trừ đế đại hội tương lai, bọn ta vắng mặt hai lần trước, lần thứ ba này bất luận như thế nào cũng phải tham dự. Còn cả phụ thân, ngài sắp thành đế, đang ở thời kỳ quan trọng nhất rồi. Sau khi thành đế, ngài sẽ tới. Ta đoán có lẽ đang trên đường tới rồi. Bệ Ngạn mừng hơn mong đợi, kim mao trên mặt rung rung cười nói, phụ thần thành đế rồi sao? Ngài không thành đế, đại huynh đã thành đế trước ngài rồi. Thao Thiết há cái mồm khổng lồ của mình, cười ha hả. Khi đó, đến lão đại ngài cũng đánh không lại rồi. Các huynh đệ cùng trợn mắt, Bỉ Xì ôn hòa nói, phụ thần vốn khó có thể thành đế, nhưng nghiên cứu đạo cốt trên con thuyền cổ có thu hoạch rất lớn, sau khi về lập tức bế quan vài trăm năm. Trước khi bọn ta đi, lão nhân gia đã dẫn động thiên địa đại đạo, có lẽ không quá hai tháng sau thì ngài tu thành đế cảnh thôi. Bệ Ngạn nghe Trắc Long cũng tới thì tâm thần xúc động. Hắn là con thứ tư của Trắc Long, tu luyện bách chuyển trùng sinh hồng trần kiếp kinh. Năm xưa không được chúng huynh đệ tỉ muội xem trọng, mỗi kiếp đều bị giữ chân ở thần hoàng cảnh. Còn huynh đệ tỉ muội của hắn thì đều tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Chỉ có mình Trắc Long là ủng hộ hắn, nói con đường hắn đi tuy chọn khó khăn nhưng thành tựu sau này là lớn nhất. Thiên thừa tướng đúng là gần như vô địch, nhưng đáng sợ hơn là còn có người so tài được với hắn, thậm chí còn mạnh hơn một bậc kia. Mọi người nhìn Trung Nhạc và Phong Hữu Trung, thấy tiên thiên bắt quái quanh Trung Nhạc càng ngày càng lớn, thân hình Trung Nhạc ngày một vĩ đại, thi triển toàn bộ tu vi thực lực, nhưng uy năng, uy lực của trung niên nam tử tấn công hắn thì không hề thua kém, thậm chí còn mạnh hơn. Thần túc bí cảnh thứ bảy mà chỉ tinh hạ linh thể mới có thể mở được. Vị sư huynh đó lẽ nào là tinh hạ linh thể sao? Bỉ Xì nghi hoặc nói, thất đạo luân hồi của hai người đụng độ, thi triển sự tinh diệu của thất đạo luân hồi. Từ phía sau Trung Nhạc, có mấy Trung Nhạc đi ra liên thủ đối kháng với Phong Hữu Trung, khiến người ta hoa mày chóng mặt. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền chiếm thế thượng phong khiến ai cũng phải trố mắt nhìn. Nhưng rồi những Trung Nhạc đó nhanh chóng biến mất, không thể đánh trọng thương Phong Hữu Trung, có lẽ là tác dụng của trụ quang bí cảnh của hắn. Thất đạo luân hồi không thể duy trì được lâu, có lẽ họ không thể chiến đấu tiếp bằng thất đạo luân hồi được nữa rồi. Bồ Lao ánh mắt lay động nói, nhưng trận chiến này đúng là đáng kinh ngạc, khiến đại hội chư đế tương lai thêm phần đặc sắc. Đột nhiên bí cảnh thứ bảy của Phong Hữu Trung biến đổi thành vạn đạo bí cảnh, trong trời đất hiện lên vạn đạo ánh sáng tràn tới. Vạn đạo bí cảnh chỉ thánh linh thế mới luyện thành được. Hoa Thiến Mân lướt nhìn Âm Phiền Huyên bên cạnh, khó hiểu nói, Huyên Nhi, vị phong sư huynh này giống như ngươi cũng là thánh linh thể sao? Âm Phiền Huyên hừ một tiếng nói, ta là chính cung, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ. Vạn đạo bí cảnh của hắn thần thục hơn ta, nhưng phong sư huynh không phải thánh linh thể. Đúng lúc này, bí cảnh của Trung Nhạc cũng biến đổi, ánh sáng bùng phát sáng chói,
có dị tượng đế quân thành đế cũng xuất hiện vạn đạo bí cảnh. Tướng công cũng là thánh linh thể hay sao? Hoa Thiên Vân càng thêm khó hiểu. Ai là chính cung đánh mới biết được, người vẫn chưa đánh bại được ta đâu. Vạn đạo bí cảnh là bí cảnh mà chỉ thánh linh thể mới mở ra được. Lúc này cả Trung Nhạc và Phong Hữu Trung đều thi triển thiên địa vạn đạo đối quyết, ánh sáng chói lóa kịch liệt tới cực điểm. Tránh xa một chút đi, cẩn thận tế đạo pháp. Âm Phiền Huyên sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển vạn đạo bí cảnh để lui tinh cầu dưới chân. Lúc này ai cũng biến sắc, cảm giác năng lượng khủng bố tràn tới, đang lay động nguyên thần của mình, dường như muốn tế họ lên vậy. Đúng lúc này Trung Nhạc dùng năng lượng của vạn đạo bí cảnh cắt đứt tế đạo pháp của Phong Hữu Trung, thần thông hai bên va chạm, không gian vỡ răng rắc. Đột nhiên bí cảnh của cả hai người lần lượt thay đổi, Dương Hầu Ma Đế và Dương Quan Viễn vừa mới tới tổ đình tinh vực lập tức nhảy lên kêu thất thanh. Nguyên ma bí cảnh sao? Lúc này Trung Nhạc và Phong Hữu Trung đang thi triển nguyên ma bí cảnh, phát huy toàn bộ năng lượng của ma đạo. Hai người nổi gân xanh, nhục thân quyết đấu, giống như hai cự nhân khai thiên lập địa vậy. Là sơn xuyên bí cảnh. Túc Nha cũng kêu lên. Không lâu sau Phủ Lê sắc mặt đại biến. Hồng hoang bí cảnh. Lại một lúc nữa, thần đế cung thần Vận Khâu mặt sững sờ. Là nguyên thần bí cảnh. Hỗn độn bí cảnh của ta. Hỗn độn vũ cũng đứng như trời trồng. Họ lại đổi thành thái cực bí cảnh rồi. Ma đạo chân thân của Mục Tiên Thiên vừa tới tổ đỉnh tinh vực, đột nhiên thân thể chấn động, khó lòng mà tin nổi. Bí cảnh thứ 7 của Trung Nhạc và Phong Hữu Trung thay đổi liên tục, thi triển các loại bí cảnh thứ 7 ra, đánh càng ngày càng hăng, như mọi người nhìn mà đắm đuối. Hai người họ đúng là người tiếp dẫn, thi triển toàn bộ thất đạo luân hồi của mọi bí cảnh thứ 7. Hơn nữa, họ đi còn xa hơn, thậm chí đã có lĩnh ngộ thành tựu cực cao về thất đạo luân hồi. Những người ở đây chắc chắn phần lớn đều chưa mở bí cảnh thứ 7, họ đã thăm dò được thất đạo, luân hồi, hơn nữa là ở lĩnh vực mà họ tinh thông nhất. Kim Mô Thần Đế dẫn Kim Hà Hề tiến tới, nhìn trận chiến giữa hai người họ từ xa lẩm bẩm. Hai vị đạo tôn. Táng Linh Thần Vương xuất hiện, nhìn Trung Nhạc và Phong Hữu Trung liền nhíu mày. Hình như họ đã làm được đạo tại kỳ ngoái, thế nhưng con đường lại khác nhau. Long Thần Chi Uy từ xa tràn tới, cuối cùng Trắc Long cũng đã tới. Thấy Trung Nhạc và Phong Hữu Trung quyết đấu, vội vàng bỏ đế uy đi, nghĩ bụng. Lại là cái tên khốn, đã nghiên cứu ta 10 năm, hắn đã mạnh như vậy rồi. Ồ, biểu đệ hình như thiệt thòi về cảnh giới thì phải. Cuối cùng sự điên cuồng trong mắt Phong Hữu Trung dần dần tan biến, dần hồi phục lại bình thường. Hai người dừng tay, Trung Nhạc hự lên một tiếng, khóe miệng rỉ máu. Đã nhớ lại chưa? Trung Nhạc quệt máu đi vội hỏi, Phong Hữu Trung ánh mắt mơ hồ, lắc lắc đầu. Chưa, có người phong ấn ký ức của ta ở 10 vạn năm trước rồi. Trung Nhạc lấy con thuyền cổ lên, bảy quầng sáng sau đầu phát sáng, tóm lấy tay của hắn bay lên thuyền, quyết đoán nói. Vậy thì trở về 10 vạn năm trước tận mắt nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 304 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.